Thưa quý vị, đại dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát mạnh đã khiến hàng chục nghìn doanh nghiệp buộc phải đóng cửa hoặc là hoạt động cầm chừng trong vài tháng qua. Bài viết được đăng tải trên báo Nhân dân nêu rõ, việc nhập cuộc trở lại sau một thời gian đóng băng đang khiến cho các doanh nghiệp đối mặt với không ít khó khăn, đòi hỏi những chính sách hỗ trợ đặc biệt từ chính phủ để giúp các doanh nghiệp có thể thực hiện hiệu quả mục tiêu kép trong trạng thái bình thường mới, thích ứng linh hoạt khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn, ổn định và hiệu quả. Mặc dù chịu tác động lớn từ đại dịch Covid-19, thế nhưng từ đầu năm đến nay, dòng vốn ngoại đổ vào các công ty khởi nghiệp ở Việt Nam thì vẫn ghi nhận khá tích cực. Điểm chung ở các startup gọi vốn triệu đô la thành công đều là startup công nghệ. Đây là thông tin rất đáng chú ý được đăng tải trên báo Kinh tế và Đô thị. Theo một số chuyên gia, quy mô startup công nghệ tại thị trường Việt Nam tương đối nhỏ. Bên cạnh đó, các startup Việt mặc dù có lợi thế về ý tưởng và công nghệ, thế nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và mở rộng thị phần Thưa quý vị, không chỉ đe dọa sức khỏe, dịch Covid-19 còn gây ra những tác động lớn đến đời sống và thu nhập của người cao tuổi. Theo bài viết được đăng tải trên báo Đại Đoàn Kết, để hỗ trợ người cao tuổi thì việc tăng cường hơn nữa khả năng tham gia thị trường lao động phù hợp, thích ứng với bối cảnh già hóa dân số và suy giảm nguồn cung lao động cần có những giải pháp và lộ trình phù hợp để vừa bảo đảm quyền làm việc, đóng góp cho xã hội của người cao tuổi, vừa tận dụng được kinh nghiệm cũng như chất xám của lực lượng lao động này. Trong khi đó, theo bài viết được đăng tải trên báo Nhân dân cuối tuần, đại dịch Covid-19 ở một khía cạnh khác lại là động lực của tiến trình chuyển đổi số. Nhưng muốn xây dựng chính quyền 4.0 một cách thực chất, đòi hỏi phải tạo dựng niềm tin số cho người dân và doanh nghiệp. Đổi tên kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử thành Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, trước đó là phê duyệt chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, cho thấy quyết tâm kiến tạo một không gian phát triển nền kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam. Thưa quý vị, hiện tại nhiều địa phương đã muốn mở cửa, khôi phục nền kinh tế. Thế nhưng việc kiểm soát đi lại của người dân ở mỗi tỉnh thành phố thì vẫn chưa thống nhất và gây khó khăn cho người dân cũng như doanh nghiệp. Nhận định về việc này, tiến sĩ Lương Hoài Nam cho rằng khi đưa ra các chính sách mở cửa đi lại, nhiều địa phương có nhiều nỗi sợ và các địa phương này sẽ chọn an toàn về mặt chống dịch. Vậy với việc kiểm soát đi lại ở một nơi, mỗi nơi một kiểu như hiện nay thì cần phải giải pháp nào để có được sự nhất quán? Mời quý vị đón đọc bài viết được đăng tải trên trang 2 báo Tuổi Trẻ số ra ngày hôm nay để có thể biết thêm về nội dung chi tiết. Dịch sốt xuất huyết tái bùng phát ở nhiều địa phương trong cả nước. Đáng lo ngại hơn là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều phức tạp thì nhiều người dân không dám đến bệnh viện vì ngại bị lây nhiễm. Từ đầu năm đến nay thì cả nước ghi nhận là 50.047 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó thì có 18 ca tử vong, theo ghi nhận của báo lao động, thì dịch đang bùng phát tại thủ đô Hà Nội và cả miền Nam. Theo Bộ Y tế, bệnh sốt xuất huyết đến nay chưa có vaccine phòng bệnh và không có thuốc điều trị đặc hiệu. Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Khi bị sốt thì cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố ứng dụng PC Covid nhằm thống nhất các tính năng phòng chống dịch Covid-19 trên cả nước. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn triển khai ứng dụng Y tế Hồ Chí Minh để người dân sử dụng và để doanh nghiệp cũng như là cơ quan đăng ký cấp mã QR đơn vị. Trước nhiều ý kiến cho rằng các nền tảng không thống nhất sẽ gây phiền hà cho doanh nghiệp người dân thì trả lời báo Sài Gòn Giải Phóng, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, dữ liệu ứng dụng y tế Hồ Chí Minh, HCM có các tính năng mới như là chăm sóc F0 tại nhà, tra cứu thông tin người thân F0 đang điều trị tại các bệnh viện, hỗ trợ người dân qua tổng đài 1022 sẽ được đồng bộ và tích hợp thành một tiện ích vào PC Covid để từ đó thì người dùng không cần khai báo lại từ đầu. Trong khi đó, thì theo khảo sát của báo Nông thôn ngày nay, giá lợn hơi tại nhiều địa phương trong cả nước vẫn đứng ở mức thấp, chỉ giao động trong khoảng là 40-45.000 đồng một kg. Đây là mức giá thấp nhất kể từ cuối năm 2019, khi mà dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trước tình hình giá lợn hơi giảm sâu, nhà nông đang dè uh, dặt tái đàn. Đại diện lãnh đạo cục chăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo, nếu các địa phương không vào cuộc tháo gỡ ngay những khó khăn trong vận chuyển tiêu thụ thì nguy cơ thiếu hụt thịt lợn cục bộ dịp Tết nhân dầm là rất cao.